đừng có để dạ em vô nha. Nấu để dạ để dạ ăn chứ. Mời cả nhà ăn cơm. Còn quá cũng miền Trung ở Úc kia. Ngon quá, ngon nhất. Món ngọt cũng ngon á. Món này món gì? Bò bắp chuối. À bốp. Mà mà. Nhà có món nồi em bốp nè. Qua liền nó thèm á. Điện chị Trương ăn cúng online. Giờ này nó nghỉ chưa? Giờ này 12 giờ chưa? Chưa á, mới 11 giờ mà. Ăn cúng online. À, cuốn, không chị chân dưới đang làm nè. Rép thì rép được mà không biết đâu. Không nghe được không? Tôm. Về cho bà ngoại. Bà lớn á. Đi á, ăn chung luôn chứ. Lớn nhỏ gì đủ rồi đó. Ăn. Ram thịt. Cho ăn cám nè. Đừng cho nữa. Cầm chung chuối để nó uống. Uống nào. Ăn cái mặt đậu đũa. Trong nhiều cái túi nó. Và bà cố của mẹ. Về số mắt thưởng từ giờ người làm giải này nó cũng nguy hiểm. Nhiều lúc đem bệnh gì không biết, nguy hiểm hơn. Thả cho nhé. Ai chim làm ngon nhất hả? Cho ở trong phòng rồi. Ê, cho ở thầy gói nhà hay là cách ly? Chuẩn bị 3 lần test. Ờ thì test. Về test chứ lại. Bạn 321. Test PCR quán test chung được mà không? Được. Bữa anh về test chung hết mà. Ừ.
một gia đình á. Bữa nay nó có phải đâu, có mình nói rồi. Đó là cuốn luôn nè. Cuốn rau ngon quá. Ngon chứ không? Ngon, chiều về mua con gà ăn liền. Bữa chua, cái đó gỗ á giữa. Cũng may mốn nè, làm quà. Gà trắng gà đi bộ không có. Rồi thì biết không phải không Dân? Đi xe buýt, là đi xe buýt, là công nghệ có vận chuyển. Ở ngoài ra chỉ có gà đi bộ, tán có gà đi xe buýt không à? Nó sao thấy đụng vô ta? Chuyên ra đi mút đồng. Vậy mà. Là sao nó mở? Đâu? Mấy chỗ đó nó dạo nó chữa hùng nó quay quá. Chùa á, ngồi lại nó còn nước cốt gì đó. Đi thôi. Gà nè, gà đi. Ồ, gà dê dê ngon quá. Để Sơn làm mà sau thì tát đi, Sơn làm. Nước ngọt không? Ngon á. Quay như sáng mua bao bánh mì cho Út ăn ba ngày nay mà quay mắt chứ. Và Út nói rằng mà mua bao ổ bánh mì mà cho Út mà. Còn nước xong. Để tránh lại. Quay tập trình. Quay tốt tốt. Quay tốt tốt. Bữa không có nhiều mà. Quay tốt tốt với Sài Gòn thèm. Nhiều cái bóng dữ lắm đó. Đâu thì mẹ quá mà, biết rồi. Mẹ quá tôi ăn nó ngon ăn. Cái đồ quá. Ăn cũng online nè, chân ăn gì em lắp cho. Ngon. Ngon ra. Nhi gấp cơm mẹ tớ không? Có. Cũng tớ nhậu tớ. Đó là cuốn luôn. Chân tư, cà phê. Quay người tránh với cả. Này, chạm lá thứ tục rồi. Tán đi anh Sơn làm. Không, chị không ăn làm gì đi thôi, ăn cơm đi. Con ăn nó thịt dạ. Giòn nữa. Không ăn thịt gà được rồi. Gà ăn đi. Ừ, chuối ngon kìa. Hơi chát không? Ngon hơi chát kìa. Chưa được chua lắm á. Bún là nước cốt đảo. Ăn thịt đi. Ăn xôi không được không? Nó ăn tiêu. Quá à. Dạ dạ dọn dọn cho chúng nó nặng.